Này, đang lắp thiết bị giám sát thời gian và quãng đường học thực hành lái xe đối với các học viên từ ngày 15 tháng 6 năm 2022. Đấy, camera nhé. Camera giám sát học viên đúng không? Quay về với học viên. Rồi, ok. Đây là thiết bị giám sát thời gian và quãng đường. Ô, cái dữ liệu này thì nó chuyển trực tiếp về tổng cục chứ nhỉ? Đúng rồi. Ở đây mình có thẻ nhớ để nhét gì ở đây? Có thẻ. Có thẻ nhớ để chuyển tổng cục. À, có thẻ này, có một cái thẻ SIM ấy. Thì đây nó bảo là kể mình đi những nơi mà đèo núi không có ấy mà hết có mạng nó lại truyền, nó lại vẫn truyền đủ. Hình ảnh và số km. Chắc là mất mạng này. Nó lưu lại mà, trong khi nào có mạng thì nó lại truyền. Kiểu như Zalo, Facebook của mình ấy. Đây là áp dụng cho tất cả các học viên mà khai giảng khóa đầu tháng 6 đến ngày 15 tháng 6 khi xuống xe để thực hành học thực hành lái xe thì sẽ áp dụng theo dõi quãng đường và thời gian xe chạy. Lắp 4G đúng không? 4G này. Còn đi ra đây là 12.6. Cái màn hình ấy chỉ để trong ấy thôi chứ cần gì phải bỏ ra ngoài đâu nhỉ? Thế phải bật tắt bật. Bật tắt thôi, công tắc đúng không? Trong quá trình đi trước khi lên bật tắt. Vứt đi. Ở đây anh chỉ đang một con này thôi mà. Cầm này vô đây nhé. Đây xe của anh đây hả? Ghi biển số xe à? Okay. Để lắp SIM rồi à? Mà... Ấy ơi. Để lắp SIM à? Ghi rồi. Lúc ngoài nắng rồi mà. Con này ghi rồi. Ghi ngoài kia rồi. Con đấy đỡ nghiêng không? Ghi đi làm sao rồi nào? Anh ra. Cam. Định vị đây đúng không? Vâng, đấy là em kêu định vị. Tên định. Thiết bị màn hình. Giờ chiều làm sao không? Chỉ cần cung cấp nguồn cho nó là được nhỉ? Con bật lên kiểm tra. Bật lên đi. Con bật lên kiểm tra. Lên chưa? Sotech, Ecotech. Cotech à? Ecotech ngàn bằng vệ sinh. Đặt tên thì nó trùng dễ dễ trùng thế. Đức. Hai anten cả. Đâu nhưng mà cái gì? Đây, cụ tách cái này thì thế này. Cứ nghe. Còn mẹ. Thôi. Cứ chật quá, không muốn tháo ra nhiều nên nó hơi chật. À cái đấy để ca vát đấy, đấy. Ecotech. Khởi động. Ecotech. Ừ. À đấy. Hỏi câu chán đường nhá. Ui. Đấy, anten định vị à? Anh Long tôi thấy chúng nó đi nghịch nghịch vui rồi, xin vào tôi làm thấy kiểu cũng động đến ô tô nên tôi đi làm. Tôi cũng bảo tôi đi ấy mà. Ở đây này, ui giời, nó hiện hết tất cả các thứ này. Thời gian đã tích lũy yêu cầu này, thời gian phiên này.
quãng đường km này, thời gian ảnh này. Đấy, giờ lắp ảnh vào là ngon. Sim chưa? Rồi. Sim lắp rồi. Nhật, sim lắp vân rồi. Tay này, hoặc khẽ này. Đấy, học sinh có vân tay phát là vào đây là xong rồi đấy. Học sinh bây giờ. Bây giờ VIP thế. Tiện thế. Tiện hơn cả kiểu như kiểu chấm công ấy nhỉ. Đúng chấm công luôn. Mẹ đi học là nói là đi học là đi học đấy. Mẹ. Thiết bị đầu tiên là giám sát khuôn mặt. Dây dài quá nhỉ, hơi dài thì buộc nó vào càng tốt ra, sau này tháo ra di chuyển nó dễ. Đấy, hơi phí. Nhà sản xuất hơi phí. Các bạn là không thể sản xuất được cho ấy, cho từng xe một, từng xe một thì bọn em sẽ đồng loạt xe nào cũng phải lắp được đúng không? Xe nào cũng phải lắp được, tại vì có những con xe xe để không, đây là phải đăng nhập này, nó sẽ hiện hạng giấy phép lái xe này, thời gian phiên này, quãng đường km này, đăng nhập bằng vân tay hoặc thẻ này, định vị máy chủ đã có sóng 4G, thiết bị giám sát thời gian và quãng đường đã. À, cái này nó có jack loa. Lắp trung tâm nào trước chưa? Đó. Lắp rồi ạ. Lắp nhiều rồi chứ, tất cả phải lắp hết. Mới đầu thì cũng tưởng vướng. Đây, vướng, nếu để kia là vướng này. Nếu đúng xe nào mà có lắp này để là mà đi nó vướng. Khuất tầm nhìn vết chứ phải đùa. Cái máy điện thoại bàn to này để này thì gọn nhẹ rồi, được, nó không mất tầm nhìn, đảm bảo an toàn khi mà tham gia giao thông. Rồi gọn gàng đẹp. Cái dây kia nó kênh, cái khớp dưới nó vào chứ, cái khớp dưới bên này đấy. Rồi đẹp, mỗi tội là nhìn hơi khó thôi. Rồi được, có cần. Đấy, camera đời mới là nhận dạng võng mặt, võng mạc nhé. Chứ không phải là đa số là cái này thì em chưa rõ được, nhưng mà cả khuôn mặt người ta còn mang khuôn mặt là chính. Tức là hình ảnh đeo đấy, bây giờ để đeo khẩu trang thì vấn đề gì, nó kiểu như xe đi ấy đúng không? Cái này hỏng thì thầy hỏng được 3 lần rồi, thầy hỏng trước nó 3 lần, lắp xong cái này thầy cứ đi dạy. Hoàn thiện một chiếc xe tập lái Vios số tự động. Đã xong thiết bị. Thiết bị đã được lắp xong. Biết cài đặt không? Cài đặt email đổi địa chỉ máy chủ của con này. Không chắc nó để thành tung kia ra. Gồm có một thiết bị theo dõi, một camera, một anten.
đang chờ thiết bị khởi động, thiết bị theo dõi quãng đường. Quãng đường xe chạy và thời gian học viên khi học lái. Thiết bị giám sát thời gian và quãng đường, hạng lái xe, thời gian, quãng đường, khuôn mặt.